các cô chú lớn tuổi ở Úc á, cô chú nghỉ hưu á, hoặc là ở nhà mà lãnh trợ cấp xã hội á, thì làm cái gì thêm ở nhà để mà kiếm thêm thu nhập. Thì video này mình dành cho các cô chú đó nha. Thì cô chú đó lớn tuổi rồi, không có đi làm hãng nữa rồi, hoặc là mà đi làm hãng không có biết nhiều tiếng Anh á, thì có thể là trồng cây hoặc là trồng rau tại nhà nha. Trồng rau đây có nghĩa là các bạn trồng mấy cái rau một cách chuyên nghiệp á, chứ không phải là trồng rau chơi cho vui đâu. Mình đã làm mấy cái video mình giới thiệu nhiều rồi, có những người ông của mình và có những người chú trồng ở nhà, trồng vườn trước, trồng vườn sau, và người ta làm thiết kế rất là chuyên nghiệp, người ta trồng theo theo từng luôn á. Để mà người ta trồng hết luống này rồi trồng nhiều loại rau luôn để mà cung cấp cho ngoài chợ luôn, hoặc là bán online, nói con cháu đăng trên Facebook để bán online luôn á. Rồi có thể là cái đó là một, hay là trồng rau nha, rau là để ăn á, rau xà lách son nè, rau cải nè, coi có cái nào cái giá trị kinh tế. Thay vì mình trồng thì mình kiếm cái loại nào mà nó giá trị kinh tế cao á mình trồng. Ví dụ như rau cũng một công như nhau thôi, một cái bán được một ký có 10 đồng, một ký bán được 20-30 đồng, mình nói ví dụ nha. Bò lá lốt nè, lá lốt nè ha, đó thì cái lá đó thì nó có giá trị kinh tế cao hơn, một ký nó tới mấy chục lận đó. Ví dụ như rau càng cua nè, đó là những người ông của mình là trồng mấy cái đó. Tiếp nữa là cải, mà cải Nhật Bản á cũng có giá trị đó. Mấy cái đó thì các bạn phải đi nghiên cứu ngoài chợ coi cái nào nó mắc tiền thì về trồng cái đó. Một số anh chị và mấy cô chú lớn tuổi nói ở trên cái nước nước của anh chị gì đó, có thể là châu Âu hay là gì ở Canada nó lạnh không có trồng được, thì bây giờ có cách luôn là trồng trong nhà kiến, là làm một cái nhà kiến lấy bao lại hết rồi, là coi như là mùa đông là nó vẫn sống bình thường đó. Nếu các bạn muốn là các bạn làm được thôi đó. Rồi ok, cái thứ hai nữa là trồng, để mà trồng cây ăn trái, trồng cây ăn trái hoặc là chiết ra. Bây giờ là người ta không có muốn cây thiệt là to vĩ đại hoành tráng nữa, bây giờ người ta thích trồng mấy cái mà nhỏ nhỏ, mà nó giống như gọi là dwarf á, là mấy cái mà vừa nhỏ khoảng dưới 1 mét hoặc 1 mét mà nó có trái luôn trên cây đó. Nó trái mà trái sum suê luôn á, thì cách bón phân thì cái đó mấy cô chú lớn tuổi là chắc chắn là biết cái cách làm rồi đó. Thì đi mua giống về xong rồi bắt đầu, hoặc là mua mấy cái trái trái chanh, trái cam với bưởi gì đó về xong rồi cũng trồng, gieo hạt, tách nó ra xong rồi trồng từ hạt rồi cho nó lên đó, rồi xong rồi bán hạt giống hoặc là bán những cái cây con cho người ta về trồng đó. Thì đó là cũng một cách nữa. Thay vì anh bán cái cây mà cây lớn luôn thì giá nó mắc, ví dụ trăm trăm mấy, thì giờ anh bán mấy cây nhỏ nhỏ để về người ta trồng thôi, nó coi như là giống. Ok chưa? Rồi hạt giống nữa, cô chú có thể mua hạt giống về bán, hoặc là bán trồng cây 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 non cũng được. Hoặc thêm một cái nữa mà mọi người cũng có thể làm nữa là trồng mấy cây kiểng á, ví dụ cây dừa kiểng, cây monstera, trầu bà lá kiểng, hoặc là mấy cái cây mà có giá trị kinh tế cao. Ví dụ như mình là mình trồng trầu bà mà cây đột biến á, là mấy cái này là mình về mình trồng, thay vì người ta trồng ở trong nhà thì mình trồng ở ngoài trời, mình trồng thẳng xuống đất luôn. Ngày xưa mình không biết, mình trồng trong nhà nó cũng đâu phát triển nhiều đâu, cùng đem ra ngoài mình trồng. Nhiều người nói là ở ngoài nó không có sống được, trời tiết lạnh lắm, mình vẫn trồng và nó vẫn sống được, sống qua mấy năm luôn. Giống như Việt Nam mà gọi là lan đột biến á, nhưng mà lan đột biến thì giá trị tới tỷ 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 này tỷ nọ, rồi cuối cùng nó cũng xuống giá thôi. Đó thì này là trầu bà lá kiểng thì làm nó cũng có giá trị, nhưng mà nó không đến nỗi là ngày xưa nó giá nó rất là cao, nó là mấy trăm đô mấy ngàn đô rồi, bây giờ nó xuống còn có khoảng 100, 200, 300 gì đó. Có những cây mình vẫn còn bán giá 2-3 ngàn, thì đó các bạn coi coi cái đó rồi các bạn làm theo. Ok. Mấy cô chú lớn tuổi thì ở nhà không có làm gì hết, thì có thể trồng mấy cái cây đó, hạt giống nè, cây con nè, chiết ra rồi xong rồi bán ha. Xung quanh cái khu của mình ở có rất là nhiều người, người ta trồng rồi ta bán tại nhà nữa, rồi người ta đưa cho con cháu họ bán, hoặc là cuối tuần họ đem ra chợ trời họ bán cũng được đó. Đó rồi ok chưa? Rồi những cô chú lớn tuổi đó có thể là tới trồng luôn tại nhà cho người ta luôn. Ví dụ như khách hàng thay vì người ta tự mua về tự trồng hoặc là tự chăm sóc rồi này nọ đó, cô chú nói người ta biết là ok giờ chăm sóc luôn cho anh chị luôn, là người ta yên tâm một tháng cô chú tới chăm bón phân như nó lần, đảm bảo tới cái tới mùa trái nó ra trái được rồi, đào nè, hoa đào hoa hồng rồi đó, cô chú trồng được ở nhà rồi thì qua nhà ta trồng cũng như nhau thôi đó. Hoặc là có thể là
chơi là nuôi cá nữa các bạn. Hồi xưa mình cũng có đi nuôi cá, rồi có mua cá của mấy cô chú đó, thay đi ra ngoài chợ trời mua nó cũng khá mắc, hoặc là tới tiệm cá mua khá mắc. Bây giờ mua của người Việt mình, người ta có sẵn ở nhà đó. Rồi bắt đầu ấy ra cho cá đực với cái lai giống vô, nó nguyên một cái chậu thiệt là bự luôn, hoặc là ở dưới đó xong rồi bán từng con đó ha. Nhiều món. Và trồng bèo nữa, bèo á là nó sinh mỗi ngày là nó ra gấp đôi luôn á, bèo nó sinh sản khủng khiếp luôn á đó. Đó là cô chú coi mấy đó hả đó, còn hướng dẫn mấy cái để mà có thể trồng được. Mấy cái này là những người xung quanh trồng hết, mấy này nuôi mấy con cá rồi nọ, không nuôi nên mới nuôi mấy con ví dụ như gà rồi nó gáy ồn ào rồi này nọ, mấy đó thì không có nên. Nó làm ảnh hưởng tới hàng xóm complain rồi này nọ đó, mình làm cái gì mà nó yên tĩnh là được. Rồi có khách tới nhà mua rồi, nhiều khi á thêm một cái nữa cho cô chú thấy kiếm được tiền này nè, là trồng mấy cái cây hoa sen đất á, mấy cái mà nó có nguồn gốc từ sen á. Hôm nào cũng sẽ đưa cho chị coi mấy cây cây nó có cái nguồn gốc từ mấy cái mà nó trồng mà nó không có cần phải chăm bón gì luôn. Nó gọi là air plant á, air là không khí, plant là cái cây á, là không cần phải 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 chăm bón gì mà nó sống bằng không khí á. Rồi ok đó, mình hướng dẫn mọi người làm, nếu mọi người tin tưởng mọi người làm theo thì nó có kết quả thôi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.